Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục trong chuỗi bài học về học vần. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu nha. Đầu tiên, chị có chữ U. Khi ghép với chữ O và chữ Y ngắn, chúng ta sẽ đánh vần là U, O, Y, Uôi. Vần Uôi. Ví dụ như muối, suối. Tiếp theo, chữ U khi ghép với chữ O và chữ M, chúng mình sẽ đánh vần là U, O, M, Uông. Ta được vần Uông. Ví dụ như buồm, quả muỗng. Tiếp theo, chữ U khi ghép với chữ O và chữ cờ, chúng mình sẽ đánh vần là U, O, cờ, uốc. Vần uốc. Vần uốc có ví dụ như đuốc, thuốc. Tiếp theo, chữ U khi ghép với chữ O và chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần như sau. U, O, tờ, uốt. Ta được vần uốt. Chị có ví dụ chuột, buốt. Chữ U khi ghép với chữ O và chữ N, chúng mình sẽ đánh vần là U, O, N, uôn. Vần uôn. Ví dụ như cuộn chỉ, khuôn. Chữ U khi ghép với chữ O và chữ ng đơn sẽ được đánh vần như sau. U, O, ng, uông. Vần uông. Ví dụ như chuông, vuông. Vậy là chị đã giới thiệu về cách đánh vần và ví dụ của 6 vần trên. Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện đọc lại 6 vần này nhé. Các bạn hãy đánh vần theo chị nào. U, O, I, Uôi. U, O, I, Uôi. U, O, I, Uôi. U, O, M, Uôm. U, O, M, Uôm. U, O, M, Uôm. U, O, cờ, uốc. U, O, cờ, uốc. U, O, cờ, uốc. U, O, tờ, uốt. U, O, tờ, uốt. U, O, tờ, uốt. U, O, N, uôn. U, O, N, uôn. U, O, N, uôn. U, O, ng, uông. U, O, ng, uông. U, O, ng, uông. Cách đánh vần vần uông cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy ôn lại cách đánh vần của những vần này thật nhiều lần để có thể đánh vần chúng một cách thành thạo nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.